Chiều ngày 24 tháng 1, trung tướng Tôn Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Nhân Chiến, sinh năm 1960, nguyên bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh về tội nhận hối lộ. Theo trung tướng Tôn Sô, quyết định khởi tố ông Chiến là động thái trong quá trình Bộ Công an điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh, Công ty AIC và các đơn vị liên quan. Ngày 24 tháng 1, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định nêu trên. Ông Nguyễn Nhân Chiến, sinh năm 1960, tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ông Nguyên là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Quá trình công tác, ông Chiến từng giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Phó Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Ngày 2 tháng 12 năm 2021, ông Nguyễn Nhân Chiến nghỉ hưu theo chế độ. Trước đó, cũng liên quan đến vụ án xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế Sở Y tế Bắc Ninh, Công ty AIC và các đơn vị liên quan, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Tử Quỳnh, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Hạnh Trung, Nguyên Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh, hiện là phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bắc ninh về tội nhận hối lộ ngoài ra ông nguyễn tiến nhường nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ bà nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch công ty aic bị bộ công an khởi tố tội đưa hối lộ